Nga muốn đàm phán trực tiếp với Ukraine. Nếu Nga và Ukraine nối lại đàm phán, các cuộc hòa đàm này nên diễn ra theo cơ chế song phương, không qua trung gian. Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS vào ngày 12 tháng 1, Vụ trưởng Vụ Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexei Polishchuk nói rằng hòa đàm trực tiếp là phương án tốt nhất để tiến tới chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Nếu Nga và Ukraine nối lại đàm phán, những cuộc đàm phán đó nhiều khả năng sẽ theo hình thức trực tiếp, đây là phương án tốt nhất bởi thực tế cho thấy các nhà trung gian phương Tây thường theo đuổi mục tiêu của riêng họ và tìm cách gây ảnh hưởng lên tiến trình đàm phán. Họ hành động không vì mục đích giải quyết xung đột mà vì lợi ích kinh tế, chính trị của họ, ông Alexei Polishchuk nói. Nhà ngoại giao Nga cho biết, các cuộc đàm phán hồi đầu năm ngoái giữa hai bên cũng theo hình thức trực tiếp, trong đó ba vòng đối thoại được tổ chức tại Belarus và một cuộc ở Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là cuộc trao đổi trực tuyến gần như hàng ngày. Các cuộc hòa đàm giữa Moscow và Kiev bế tắc kể từ cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3 năm 2022. Kể từ đó đến nay, hai bên tiếp tục tuyên bố sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, song đều chưa thể nối lại do cả Nga và Ukraine đưa ra những điều kiện mà bên còn lại không chấp nhận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nêu công thức hòa bình gồm 10 điểm, trong đó yêu cầu Nga phải rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine. Moscow đã bác bỏ những đề nghị này, đồng thời cho biết bất cứ trao đổi nào không tính đến thực tế mới về lãnh thổ đều không thể coi là hòa đàm. Thực tế, lãnh thổ mới mà Moscow đề cập đến là việc bốn tỉnh Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia đã gia nhập vào Nga sau các cuộc trường cầu ý dân gây tranh cãi. Kịch bản Belarus tham gia vào cuộc xung đột Trong cuộc phỏng vấn, ông Alexei Politschuk cũng đề cập đến kịch bản Belarus có thể tham gia vào chiến dịch quân sự Ukraine nếu bị tấn công. Từ góc độ pháp lý, nếu Kiev sử dụng sức mạnh quân sự để tấn công lãnh thổ Belarus có thể là cơ sở cho một phản ứng tập thể. Ông nói, ông cũng nhấn mạnh thêm quyết định cuối cùng sẽ do lãnh đạo hai nước đưa ra. Belarus là một đồng minh của Nga. Quân đội hai nước đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung trước và sau khi Moscow ở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Belarus cáo buộc phương Tây đã tìm cách lôi kéo nước này tham gia vào cuộc xung đột Ukraine tuy nhiên tổng thống Alexander Lukashenko khẳng định Belarus sẽ không can dự trực tiếp vào cuộc chiến trừ khi các quốc gia khác muốn chống lại Minsk. Nga gần đây liên tiếp đưa lực lượng đến Belarus tập trận chung. Ông Polischuk cho biết các cuộc tập trận diễn ra nhằm ngăn chặn các đối thủ tiềm năng gây leo thang và khiêu khích. Tuy nhiên Kiev lo ngại Nga có thể mở đợt tiến công mới vào Ukraine theo ngả Belarus. Hàng trăm người dân bất kẹt ở cháu lửa Solida giữa lúc giao tranh ác liệt. Ukraine cho biết hàng trăm người dân đang bị mắc kẹt ở thành phố Solida khi các cuộc giao tranh đẫm máu tiếp diễn. Ông Pavlo Kirilenko, thống đốc dùng Donetsk, Ukraine cho biết hiện vẫn còn khoảng 559 người dân Ukraine mắc kẹt tại thành phố Solida, bao gồm 15 trẻ em. Theo phía Ukraine, các lực lượng của họ vẫn đang cầm cự ở Solida khi các cuộc giao tranh tiếp diễn, bác bỏ các tuyên bố trước đó của Nga rằng nhóm quân sự Wagner đã kiểm soát thành phố này. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thông tin, giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn ở hướng Solida. Nga đang điều động hàng nghìn binh sĩ tới mặt trận này, nhưng chúng tôi vẫn đang cầm cự. Trước đó, Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu cơ quan quân sự tư nhân Wagner của Nga, ngày 11 tháng 1 cho biết các lực lượng thuộc đơn vị quân sự Wagner đã giành quyền kiểm soát thành phố Solida sau các cuộc giao tranh căng thẳng. Tuy nhiên, Điện Kremlin đến đây vẫn chưa tuyên bố giành chiến thắng ở khu vực này. Khi được hỏi về tuyên bố của ông Mikosin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý, Tôi nghĩ không cần dội, chúng ta hãy đợi tuyên bố chính thức, chúng ta đang đạt được bước tiến tích cực. Nếu giành được thành phố Solida, đây sẽ là một chiến thắng đáng chú ý của Nga trong hơn nửa năm qua. Trong cuộc họp giao ban quân sự hàng ngày vào hôm 12 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga đã không đề cập đến những diễn biến ở thành phố miền đông này các lực lượng của Nga gần đây đang dùng nỗ lực cho việc giành quyền kiểm soát Solida nhằm mục đích kiểm soát thành phố chiến lược Pamut gần đó và khu vực Donbass phía đông rộng lớn hơn của Ukraine. Tình hình giao tranh tại Solida đã căng thẳng hơn trong năm ngày qua. Các hình ảnh ghi lại bằng máy bay không người lái do Ukraine công bố đã tiết lộ một số thiệt hại tại Solida sau nhiều tháng giao tranh với những hố bơm lớn trên mặt đường. Trong một diễn biến khác, chuẩn tướng Ukraine Oleksiy Rumov cho biết, Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công mới nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực phía đông và phía nam của Ukraine. Ông Romov cho hay, dự kiến trong tương lai gần, Nga sẽ cố gắng tiếp cận biên giới hành chính của tỉnh Donetsk và có thể tăng cường hành động để chiếm phần tả ngạn của tỉnh Zaporizhzhia. Trong nhiều tuần qua, Ukraine đã đưa ra cảnh báo về khả năng Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn, trong đó Moscow sẽ ra lệnh quy động tới 500.000 lính nghĩa vụ trong tháng 1 chiến sự nga ukraine ngày 13 tháng 1 kiev đã hứa tổ chức sơ tán nhưng lại bỏ rơi binh sĩ ở solida khi chiến sự căng thẳng giới chức quân sự ukraine và chính quyền kiev đã hứa sẽ sơ tán nhưng cuối cùng lại bỏ rơi binh sĩ ở thị trấn chiến lược solida trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình cnn của mỹ một binh sĩ ukraine bị phía nga bắt giữ tại thị trấn chiến lược solida tiết lộ khi chiến sự căng thẳng giới chức quân sự ukraine và chính quyền kiev đã hứa sẽ sơ tán nhưng cuối cùng lại bỏ rơi họ Điều này giúp lý giải nguyên nhân có hàng loạt đơn vị Ukraine bị kẹt lại trong thị trấn và các mỏ muối lân cận sau khi địa điểm này bị hợp dây. Theo lời binh sĩ này, binh sĩ Ukraine đơn giản là bị bỏ lại không thức ăn, nước uống, trong đó có rất nhiều thương binh. Một số đơn vị Ukraine đã tự rời khỏi vị trí phòng thủ nhưng không thể xuyên thủng dòng dây của lực lượng Nga và hiện vẫn còn nhiều binh sĩ bị kẹt lại trong thị trấn Solida. Chúng tôi đã nhận được thông báo là sẽ được triệt thoái, nhưng bây giờ tôi lại ở đây sau khi bị bỏ rơi, binh sĩ Ukraine cho biết và thông tin thêm, đợt trúc quân cuối cùng diễn ra cách đây 3 ngày. Những người bị bỏ lại được lệnh chiến đấu tới cùng. Chúng tôi đã làm hết khả năng có thể, mọi người đều đã chiến đấu và cuối cùng kiệt sức. Không tay súng nào có thể chịu đựng được sự căng thẳng của chiến trường khốc liệt như vậy. Trong tối ngày 12 tháng 1, quân đội Ukraine đã bất ngờ tổ chức phản công nhằm vào thị trấn Solida nhưng bị phía Nga bẻ gãy. Kết quả là 200 binh lính Ukraine không qua khỏi. Điều đáng chú ý là đợt phản công được tổ chức dội dàng thiếu quả lực pháp binh hạng nặng yểm trợ. Cùng với việc bị bỏ rơi, nhiều binh sĩ Ukraine cũng phàn nàn về những mệnh lệnh vô lý của chỉ huy. Theo đó, nhiều binh sĩ Ukraine bị bắt đã khai nhận về sự hèn nhát của chỉ huy trong trận chiến ở Solida. Phần lớn binh sĩ đều bất bình với chỉ huy. Họ thật hèn nhát khi cố gắng thoát thân trước. Đúng ra, họ phải sát cánh chiến đấu cùng chúng tôi binh sĩ Ukraine được coi như những bia thịt trên chiến trường. Điều này đã được một binh sĩ Ukraine có mật danh. Kianin tiết lộ và nhấn mạnh việc ba đang thiếu nguồn cung hậu cần trầm trọng. Liên quan tới việc duy trì kênh tiếp dẫn tới thị trấn ba mút, phát biểu trên trang cá nhân Telegram, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ sớm bổ sung hậu cần và đạn dược tới vị trí chiến lược này. Mọi người đang đặc biệt chú ý tới trận chiến tại thị trấn Bamut và Solida. Tôi nhấn mạnh rằng các đơn vị phòng thủ sẽ được cung cấp nhanh chóng và đầy đủ đạn dược và mọi nhu cầu cần thiết, ông Zelensky nói. Đây là động thái mới nhất của Kiev nhằm trấn an các lực lượng phòng thủ tại Bamut sau khi thị trấn chiến lược Solida gần đó đã bị phía Nga công hạ. Việc Nga giành được Solida đang gây sức ép rất lớn tới tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donetsk, đặc biệt là nguy cơ Bamut bị hợp dây đang hiện ra rõ ràng. Liên quan tới việc tái tổ chức lại Bộ Tư lệnh Hợp nhất Chiến dịch Quân sự Đặc biệt tại Ukraine. Theo kênh truyền hình CNN, xét về hệ thống phân cấp trong quân đội thì thông báo nói trên hầu như không phải là một biến động, bởi bình thường thì ông Sorovikin đã phải báo cáo với cấp trên Zerazimov. Nhà bình luận truyền hình Nga Sergei Makov nhận định, các tướng được điều chuyển xáo trộn từ mặt trận về tổng hành dinh. Từ tổng hành dinh đến mặt trận, ông Sorovikin không bị trừng phạt và ông Zerazimov cũng không bị trừng phạt họ cùng một đội. Nhưng tại sao Bộ Quốc phòng Nga lại thực hiện động thái trên vào thời điểm này thì vẫn chưa rõ ràng. Tuyên bố của Bộ nói rằng cần tổ chức sự tương tác chặt chẽ hơn giữa các nhánh của lực lượng vũ trang, cũng như cải thiện sự hỗ trợ và hiệu quả, việc chỉ huy và kiểm soát các nhóm quân. Một số nhà phân tích tin rằng động thái này cũng có thể là một nỗ lực của Bộ Quốc phòng Nga nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn chiến dịch trước một vài tháng quan trọng. Trong đó, phần còn lại của lực lượng dự bị vốn được quy động vào mùa thu năm 2022 sẽ được triển khai sau khi huấn luyện. Việc bổ nhiệm đại tướng Zerashimov chắc chắn đã diễn ra với sự chấp thuận của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nếu ông Zerashimov lật ngược tình thế ở Ukraine thì đó sẽ là một bước đi tuyệt vời. Còn nếu thất bại, ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Nga nêu kịch bản Belarus tham gia xung đột ở Ukraine Quan chức ngoại giao Nga cảnh báo Belarus có thể tham gia xung đột ở Ukraine nếu Kiev ép quyết định tấn công Minsk. Từ góc độ pháp lý, việc ép sử dụng quân đội hoặc các lực lượng vũ trang Ukraine xâm phạm lãnh thổ Belarus hoặc Nga là đủ cơ sở cho một phản ứng tập thể. Alexei Bolistrov, vụ trưởng vụ cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Bộ Ngoại giao Nga, trả lời phỏng vấn TASS hôm nay. Ông Bolistrov thêm rằng quyết định cuối cùng sẽ do lãnh đạo hai nước đưa ra. Ông cũng khẳng định các cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus nhằm ngăn căng thẳng leo thang. Tuyên bố được ông Bolistrov đưa ra trong bối cảnh tướng Oleg tư lệnh lục quân Nga, phó tổng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine, tới thị sát và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hiệp đồng Nga đồng trú tại Belarus. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tướng Sanjukov đã kiểm tra nơi ăn chốn nghỉ của các binh sĩ, trò chuyện với họ và đánh giá chất lượng huấn luyện. Các binh sĩ Nga đang được huấn luyện bắn súng, lái xe, cứu thương chiến trường và những kỹ năng quan trọng khác trên thao trường Belarus. Belarus là đồng minh thân cận của Nga và Moscow đã sử dụng Belarus làm nơi triển khai lực lượng tham gia chiến dịch tấn công vào Kiev hồi tháng 2 năm 2022. Nhưng Minsk không trực tiếp tham chiến hoặc cử quân đội hỗ trợ lực lượng Nga. Dù tuyên bố không tham chiến, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hồi tháng 10 thông báo cùng Nga thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó gia tăng căng thẳng ở biên giới phía Tây. 70.000 quân nhân Belarus và 15.000 binh sĩ Nga trong lực lượng này đã tiến hành nhiều cuộc tập trận chung gần biên giới với Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 11 tháng 1 nói Kiev phải chuẩn bị sẵn sàng ở biên giới với Belarus, nhưng cho biết ông đến lúc này mới chỉ thấy những tuyên bố hùng hồn từ Minsk. Ukraine tuyên bố diệt nhóm lính đến thuê Nga tại Solida. Biên phòng Ukraine tuyên bố đã pháo kích Solida và tiêu diệt một nhóm lính đến thuê Wagner tại thành phố này. Biên phòng quốc gia Ukraine cho biết lực lượng biên phòng cùng các binh sĩ quân đội đang bảo vệ thành phố Solida ngày 12 tháng 1 bị một đơn vị của công ty an ninh tư nhân Nga Wagner tấn công. Họ dùng pháo 82mm đáp trả cây thương dông và buộc kẻ địch phải rút quân. Biên phòng quốc gia Ukraine không nêu cụ thể thương vong. Wagner, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Các đơn vị Wagner được cho là tiến công theo từng nhóm nhỏ hướng về Bamut và đang tập kết tại một khu vực gần thành phố này biên phòng cùng với các đơn vị lực lượng phòng vệ đang đẩy lùi các đợt tấn công của kẻ địch ở mặt trận ba mốt biên phòng quốc gia ukraine cho biết thêm Soleda cách 31 khoảng 10 km về phía đông bắc và là thành trì quan trọng của quân đội Ukraine ở Donetsk. Quân đội Nga muốn kiểm soát hai thành phố này để tạo bàn đạp chiếm hoàn toàn tỉnh Donetsk. Tin báo Anh nhận định, trục tiến công theo hướng Soleda của Nga rất có thể là nỗ lực nhằm bao vây thành phố 31 từ phía bắc và làm gián đoạn các tuyến liên lạc của Ukraine. Giao tranh tại Soledad và Bamut đã kéo dài nhiều tháng qua và bắt đầu leo thang trong những tuần gần đây. Tại Việt Nga, Yevgeny Prigozhin đứng đầu công ty Wagner ngày 10 tháng 1 thông báo các tên súng dưới quyền đã kiểm soát hoàn toàn Soledad, tuy nhiên Ukraine sau đó bác thông tin này, trong khi Điện Kremlin khẳng định không dội tuyên bố chiến thắng ở Soledad. Tổng chỉ huy được Nga kỳ vọng lật ngược tình thế ở Ukraine Valery Tsirismov được kỳ vọng sẽ xoay chuyển cục diện chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine nhờ kinh nghiệm quân sự và học thuyết về tác chiến phi đối xứng. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Tsirismov, 67 tuổi, ngày 11 tháng 1 được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy mới của chiến dịch quân sự tại Ukraine thay cho đại tướng Sergey Surovikin, người vừa đảm nhận chức vụ này 3 tháng trước. Việc bổ nhiệm ông diễn ra trong bối cảnh Nga đang cố gắng lật ngược tình thế trên chiến trường Ukraine sau nhiều tháng giật lộn để duy trì các vùng kiểm soát, còn Kiev ngày càng phản công mạnh mẽ, giải phóng hàng nghìn km vuông lãnh thổ từ tay Moscow. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tướng Serasimov được chọn làm tổng chỉ huy chiến dịch ở Ukraine để điều phối hiệp đồng tác chiến chặt chẽ hơn giữa các quân chủng của lực lượng vũ trang, đồng thời cải thiện hiệu suất chiến đấu của binh sĩ Nga trên tiền tuyến. Ông Serasimov cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Cố vấn An ninh Quốc gia Nikolai Patrushev được cho là một nhóm nhỏ quan chức cấp cao lên kế hoạch cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Putin. Ông Serasimov sinh ra trong một gia đình thuộc từng lớp lao động ở Kazan, thành phố cách thủ đô Moscow, khoảng 800 km về phía đông. Ông tốt nghiệp trường quân sự Kazan Suvorov và sau đó tiếp tục được đào tạo tại Học viện quân sự của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Nga. Ông nhanh chóng thăng tiến trong quân đội với nhiều vị trí khác nhau trước khi được Tổng thống Putin bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Quốc phòng vào tháng 11 năm 2012. Ông cũng được cho là người chỉ quy chung lực lượng Nga và dân quân ly khai thân Nga trong trận chiến với quân đội chính phủ Ukraine tại Ilafais, dùng Donetsk, miền đông Ukraine hồi năm 2014. Dân quân ly khai đã giành chiến thắng trong trận chiến này, khiến hơn 1.000 binh sĩ Ukraine không qua khỏi tướng serasimov là người đã đề ra học thuyết serasimov đề cao tác chiến phi tuyến tính kết hợp các chiến thuật quân sự công nghệ thông tin ngoại giao kinh tế giam hóa cùng những hình thức tác chiến phi đối xứng khác để đạt được mục tiêu trong chiến tranh lai financial times đánh giá học thuyết về chiến tranh lai mà tướng serasimov nêu ra trong một bài luận đã khiến phương tây e ngại coi nga là mối đe dọa lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh các nhà quan sát phương Tây đã nhanh chóng coi bàn luận của ông ấy là kế hoạch chi tiết cho một cuộc chiến tranh phi đối xứng của Nga trong tương lai chống lại phương Tây, tờ báo cho hay. Thêm rằng tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ Robert Neuler từng đọc bài luận của tướng Serazimov đến 3 lần. Tháng 12 năm 2021, ông Serazimov đã cảnh báo chính phủ Ukraine về việc dùng vũ lực giải quyết xung đột ở Donbass, đồng thời cáo buộc Kiev không thực hiện các điều khoản trong thỏa thuận Minsk, nhằm chấm dứt giao tranh ở miền Đông giữa quân đội chính phủ Ukraine và phe khai thân Nga. Kinh nghiệm tác chiến giúp ông Serashimov đóng vai trò lớn trong quá trình hoạch định chiến lược cho cuộc chiến ở Ukraine. Sau khi xung đột nổ ra, ông dường như khá giữ khoảng cách với tình hình thực tế trên chiến trường. Đến tháng 4 năm 2022, ông được cử đến Izum để chỉ huy cuộc tấn công của Nga ở khu vực này, theo truyền thông Ukraine và xác nhận từ hai quan chức Mỹ. Sau những bước lùi liên tiếp của Nga trên chiến trường, tướng Serazimov gần như không còn xuất hiện công khai. Ông Serazimov, giống như Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, đã phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích gay gắt từ những người có quan điểm cứng rắn ở Nga vì hàng loạt thất bại gần đây mà quân đội nước này hứng chịu. Cả hai đều gây thất vọng vì không thể giành được chiến thắng trong một chiến dịch mà Điện Kremlin chỉ dự kiến chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Ông Zerazimov cũng đã phải chịu nhiều lệnh trừng phạt, đầu tiên là từ Liên minh châu Âu vào tháng 4 năm 2014, sau đó không lâu là Canada, Liechtenstein, Thụy Sĩ và Australia do hành vi can thiệp của Nga vào Ukraine. Gần đây, Mỹ đã thêm ông Zerazimov vào danh sách cá nhân bị trừng phạt. Với quyết định mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, ông Zerazimov giờ đây vừa là chỉ quy trực tiếp chiến dịch Ukraine, vừa là người đã thoại chính với Mỹ về các vấn đề như giảm xung đột quân sự, Lần cuối cùng ông trao đổi với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley là vào tháng 11 năm 2022, sau khi một tên lửa phòng không Ukraine rơi xuống lãnh thổ Ba Lan. Dmitry Trenin, nhà phân tích chính trị tại Moscow nhận định, đồng thế bổ nhiệm tướng Serazimov cho thấy Nga càng coi trọng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và xung đột có thể mở rộng quy mô cũng như cường độ, đến mức phải cần một tổng tham mưu trưởng để điều phối những gì diễn ra trên chiến trường. Dù vậy, vẫn phải chờ xem ông Serazimov có thể đưa ra những chiến thuật mới nào cho chiến dịch quân sự của Nga khi xung đột của Ukraine đã bước sang tháng thứ 11 và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Jared Gans, bình luận viên của Hill nhận định.